Ngày 5 tháng 5, ủy ban nhân dân phường Tân Lợi cho biết đang chỉ đạo lực lượng công an phường phối hợp với công an thành phố Buôn Ma Thuột trích xuất toàn bộ camera an ninh xung quanh nhà của phóng viên T nhằm nhanh chóng tìm ra đối tượng tạt sơn vào xe của phóng viên này. Trước đó khoảng 11 giờ trưa ngày 30 tháng 4, khi nhà báo T.T đi công việc ở ngoài về nhà thuộc phường Tân Lợi thành phố Buôn Ma Thuột thì phát hiện ô tô của gia đình bị kẻ gian tạt sơn đỏ kín nóc và đuôi xe. Sự việc được báo lên công an phường Tân Lợi và công an thành phố Buôn Ma Thuột. Văn phòng đại diện báo tuổi trẻ vùng Nam Trung Bộ Tây Nguyên cũng đã có công văn đề nghị công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk làm rõ việc này. Ủy ban nhân dân phường Tân Lợi cho biết vụ việc đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự của địa phương, cần xử lý nghiêm để răn đe.